Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Phước Sửu di chuyển từ ngoài quốc lộ 14 để đi vào một con đường xe hơi tránh nhau, và để giới thiệu cho cả nhà một cực phẩm là một căn nhà tại thôn 1, xã Đạc Ma, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Thì vị trí căn nhà cách đường quốc lộ 14 tầm khoảng 300m, mình đi thẳng vào, sau đó mình rẽ trái một tí xíu thì căn nhà nằm bên phía bên tay trái luôn cả nhà. Theo như hướng video của Phước Sửu đang quay thì căn nhà phía trước có một chiếc xe hơi đang đậu, nên mọi người dễ hình dung hơn ạ. Thì với căn nhà này với diện tích là 20 nhân với lại 45, một cái gọi là căn biệt thự khá rộng rãi, là có một căn nhà cấp 4 đầy đủ tiện nghi và một cái sân vườn khá rộng rãi, trồng được rất là nhiều loại cây ha. Vị trí của căn nhà này xung quanh thì cũng khá là nhiều nhà ở đông đúc, và đặc biệt là vị trí này di chuyển ra cụm trường học và trạm y tế cũng tương đối rất là gần. Trên cái khuôn viên nhà của mình thì trồng rất là nhiều loại cây như cây xoài, cây bơ, chôm chôm, rồi có mãng cầu, và đặc biệt là rất là nhiều loại rau nha cả nhà. Với căn nhà này thì xung quanh tiếp giáp thì cũng là những căn nhà sân vườn khác, và với từ vị trí này đi xuống thị trấn Đắc Hà tầm khoảng 10 phút ha. Rồi với vị trí căn nhà này thì sổ hồng công nhận là 823m2 đất thổ cư sở hữu lâu dài, và vị trí căn nhà như Phước Sửu đang bay trực diện thì cả nhà thấy đó, thì khá rộng rãi, và xung quanh vườn thì trồng nhiều loại cây ăn trái, và đặc biệt là đã có một căn nhà có đầy đủ cái tiện nghi đầy đủ. Rồi quý anh chị cần thêm thông tin của căn nhà thì inbox ngay cho Phước Sửu theo số điện thoại bên dưới nha cả nhà. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.